Luật Việt Nam xin chào bạn, hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về pháp luật. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76, quy định mới về các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 và thay thế cho Nghị định 116 năm 2010 của Chính phủ. Nhưng trước tiên, hãy hiểu thế nào là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tại điều 1 của nghị định này, Chính phủ quy định vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1, các xã khu vực 3 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng, các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng. Theo Nghị định 76, các khoản trợ cấp, phụ cấp mà cán bộ, công chức, viên chức được hưởng khi công tác tại các địa bàn nêu trên bao gồm 1. Phụ cấp thu hút. Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút nếu có thời gian thực tế làm việc không quá 5 năm tại vùng đặc biệt khó khăn. Mức hưởng được tính theo công thức sau. Phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, cộng với phụ cấp thâm niên nếu có. 2. Phụ cấp công tác lâu năm. Khoản phụ cấp này được chi trả hàng tháng, tính theo mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp. Trong đó, hệ số phụ cấp căn cứ vào thời gian thực tế làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn, cụ thể như sau. Hệ số 0,5 nếu có thời gian làm việc thực tế từ đủ 5 năm tới dưới 10 năm. Hệ số 0,7 nếu có thời gian làm việc thực tế từ đủ 10 năm tới dưới 15 năm. Hệ số 1,0 nếu có thời gian làm việc thực tế từ đủ 15 năm trở lên. 3. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác. Khoản trợ cấp này được chi trả ngay khi nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc. Mức trợ cấp là 10 tháng lương cơ sở. Trước đây, để được nhận khoản trợ cấp này thì nam phải làm việc từ 5 năm trở lên và nữ từ 3 năm trở lên. Cũng theo Nghị định 76, trong trường hợp có gia đình đi theo cán bộ, công chức, viên chức đến vùng đặc biệt khó khăn thì ngoài khoản trợ cấp lần đầu còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình theo thực tế, trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình. 4. Trợ cấp khi chuyển công tác hoặc về hưu. Nếu cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp đang hiện hưởng. Tuy nhiên, nếu đã có thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên thì vẫn được hưởng khoản trợ cấp một lần. Mỗi năm công tác tại đây được trợ cấp bằng 1/2 mức lương tháng hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung nếu có tại thời điểm chuyển công tác, nghỉ hưu. 5. Phụ cấp ưu đãi nghề. Giáo viên, bác sĩ, y tá, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng công tác tại vùng đặc biệt khó khăn còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. 6. Hai khoản phụ cấp dành riêng cho giáo viên. Ngoài những khoản phụ cấp nêu trên, giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn còn được hưởng thêm hai khoản phụ cấp nữa là phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số. Phụ cấp lưu động dành cho những giáo viên đang chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục buộc phải đi lại thường xuyên giữa các thôn, mức phụ cấp hàng tháng là 0,2 lần mức lương cơ sở. Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số được tính bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Ngoài các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn còn được hưởng thêm một số khoản hỗ trợ khác như trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt nếu thiếu nước sạch liên tục từ một tháng trở lên, được thanh toán tiền tàu xe đi, về với gia đình trong các dịp nghỉ hàng năm, hàng ngày lễ Tết, nghỉ việc riêng, được hỗ trợ học phí khi đi học bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhìn chung, so với Nghị định 116 năm 2010 trước đây, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định 76 không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, các chế độ, quyền lợi đã được quy định cụ thể và cởi mở hơn nhằm thu hút đội ngũ những người trẻ tuổi và tài năng đến công tác tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!